Bạn trai tin đồn của Lisa Blackpink có ra thế khủng ra sao? Thời gian gần đây, các cô nàng Blackpink liên tiếp gây chú ý với những câu chuyện xoay quanh vấn đề tình cảm. Lần lượt Jennie, Jisoo và Lisa trở thành tâm điểm chú ý với những tin đồn hẹn hò. Mới đây, cộng đồng mạng đã soi ra được nhiều bằng chứng cho thấy cô út nhà Blackpink dường như đang trong mối quan hệ mập mờ với con trai của tỷ phú Bernard Arnault, người được tạp chí Forbes vinh danh là người giàu nhất thế giới năm 2023 với khối tài sản trị giá trên 200 tỷ USD. Cùng tìm hiểu một chút về bạn trai tin đồn của Lisa nhé. Frederic Arnault, sinh năm 1995, là người con trai thứ hai của tỷ phú Bernard Arnault với người vợ thứ hai. Cậu tư Frederic từ khi mới sinh ra đã được định danh là một trong những người thừa kế sáng giá của đế chế Tài Việt lừng danh, trị giá gần 240 tỷ đô. Khi chỉ mới 25 tuổi, anh đã được bổ nhiệm giữ chức giám đốc điều hành của Tag Heuer, thương hiệu đồng hồ quan trọng nhất của LVMH. Ngay sau khi tiếp quản Tag Heuer, vị CEO trẻ tuổi này ngay lập tức thể hiện tài năng của mình khi đưa về công ty nhiều bản hợp đồng không tưởng với hãng xe sang Porsche hay với siêu sao Ryan Gosling. Ngoài ra, Frederic còn có thể nói được 4 thứ tiếng Pháp, Anh, Ý và Đức, có thể chơi thành thạo piano, quần vợt, đúng chuẩn bạn trai nhà người ta trong truyền thuyết. Hiện, cả hai vẫn chưa lên tiếng về vấn đề hẹn hò, nhưng người hâm mộ vẫn phát hiện trong những bài đăng gần đây, Lisa đã để lộ nhiều chi tiết cho thấy cô nàng đang đi du lịch nghỉ dưỡng cùng với gia đình của Frederic.